Năng mũi có nên đi xem thầy bói hay không, coi ngày không? Ly kể cho mọi người nghe, khi mà chúng ta đi dựng vợ gả chồng á, đi là đi lấy vợ thì người thầy á, người ta sẽ cho mình một cái ngày tốt và cái giờ tốt để rước dâu. Và cuối cùng như thế nào, về thì có người thì đâm chết vợ, có bà vợ thì chặt đầu chồng. Đấy, giờ tốt ngày tốt đấy. Thì ở đây là do chúng ta, tất cả là do chúng ta. Còn trong cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ, khi chúng ta đi nâng mũi á, thì chúng ta chọn cái người nào mà có tay nghề, người ta làm sẽ đỡ biến chứng rủi ro. Còn những Ly đã thấy những chị em nhiều lắm đi nâng mũi và coi giờ tốt, đúng giờ tốt mới được cho bác sĩ mổ. Rồi cuối cùng mấy bà mà đi coi thầy xong thì sửa mũi đi, sửa mũi lại, sửa banh cái mũi luôn. Sửa xong hồi không còn tiền để sửa luôn. Sửa mà sửa không được lại nữa luôn đấy. Đấy, nên ở đây là cái tay nghề của người làm. À, mọi người đừng có đi coi thầy làm gì. Thầy phong thủy mà gặp Ly á, mà tới Ly nâng mũi, Ly phải cho cái ngày nào Ly rảnh Ly mới làm. Không thôi bà lấy, bà mà coi ngày đẹp đúng không? Thôi đi về. Đi về ngay. Ok mọi người nhá, không cần phải coi thầy đâu. Thầy là thầy Ly này nè. Hoặc là thầy nào mà bác sĩ có tay nghề, có chuyên môn giỏi đấy. Người ta làm sẽ giảm cái rủi ro biến chứng. Mọi người nhá. Thôi xem video nâng mũi đây. Thì phong mũi thì rất là mềm mại và tự nhiên. Ly vừa làm xong một ca mũi á, mổ nội soi và cắt mí cho em gái này. Thì phong mũi thì rất là mềm mại và tự nhiên. Và đây là lần đầu tiên Ly khai xuân cái điện thoại mới. Quay app nha mọi người. Quay app. Mọi người nhìn đây. Rồi quay về trước. Đây là cái hình chính diện. Trước khi làm thì cái mí của em này thì nhìn không được đẹp, và Ly đã cắt mí và nâng mũi nội soi. Mọi người cùng xem đây. Rồi, ok. Rồi. Những chị em nào mà kinh tế còn thấp, chúng ta không có điều kiện để nâng cấu trúc, hoặc là chúng ta không muốn xâm lấn nhiều trong phương pháp nâng cấu trúc, thì cái phương pháp mà nâng mũi nội soi á, thì nó sẽ giải quyết được. Nhưng mà cộng với những kỹ thuật ha, kỹ thuật của Ly làm là Ly đã xử lý là giảm bỏ cái lớp mô dày ở dưới da của mũi, tại vì cái đầu mũi của khách hàng nó rất là to và cái mô nó dày. Đây là cũng một cái nhược điểm trong nâng mũi mọi người nhé. Không phải trường hợp nào da dày nó cũng là ok đâu mọi người ha. Rồi chị em nào mà có những cái nhu cầu về nâng mũi thì tham khảo Ly nha. Em gái này là từ Vĩnh Long lên Ly làm. Thì mọi người, chị em nào nói chung là ở toàn quốc hay là từ Việt Kiều, từ tất cả các nước mà về Việt Nam mà gặp Ly thì giá cả không thành vấn đề. Làm vì đam mê. Không phải là Ly thấy chị em nào mà Việt Kiều về mà Ly chém đâu, làm giá cao không có. Ai cũng như ai, Ly báo giá cái phôm mũi nào bao nhiêu tiền thì mọi người cứ làm theo ha. Còn trường hợp chị em nào mà kinh tế khó khăn quá, ví dụ như kinh tế khó khăn quá thì chúng ta cũng sẽ có những cái phương pháp nó phù hợp hơn, do cái mong muốn của khách hàng và kinh tế của khách hàng nữa mọi người nhé.